Chào mừng tất cả các em đến với tiết học giáo dục công dân 8 bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu trong tiết học bài hôm nay bao gồm: một la mã tìm hiểu vấn đề, hai la mã nội dung bài học, một nhỏ tác hại của tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại, hai nhỏ quy định của pháp luật, ba nhỏ trách nhiệm của công dân, học sinh, và cuối cùng ba la mã bài tập. Riêng phần một la mã tìm hiểu vấn đề, học sinh sẽ tự tìm hiểu trong sách giáo khoa. Và bây giờ chúng ta đi vào phần hai la mã nội dung bài học. Một nhỏ, tác hại của tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Các em hãy kể tên cho cô biết một số loại vũ khí, các chất cháy nổ và các chất độc hại. Chính xác, về các loại vũ khí, chúng ta có các loại như là bom, mìn, các loại súng, gươm, dao, đao, vân vân. Về các chất cháy nổ, chúng ta có các loại như pháo, xăng dầu, ga, vân vân. Về các chất độc hại, chúng ta có các loại hóa chất, đặc biệt đó là chất độc màu da cam. Vậy thì theo các em, các loại này có cần thiết cho cuộc sống của chúng ta hay không? Và nó cần thiết như thế nào? Chắc chắn rằng nó rất cần thiết cho cuộc sống của con người mà chúng ta không thể nào thiếu nó được. Ví dụ như về các loại vũ khí, nó giúp chúng ta dùng để bảo vệ tổ quốc, an ninh quốc phòng và an ninh trật tự. Còn về các chất cháy nổ, phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của con người, trong giao thông, chất đốt, cũng như dùng để vận hành máy móc. Về các loại hóa chất, chúng ta sử dụng hóa chất vào việc là nghiên cứu khoa học, sử dụng để làm thuốc diệt côn trùng, phân bón, vân vân. Nó rất là cần thiết cho con người, nhưng ngược lại nó cũng rất là nguy hiểm cho con người. Vậy thì em hãy nêu những tác hại mà vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây ra. Và cô xin giới thiệu những hình ảnh hậu quả của cháy nổ và các chất độc hại gây ra. Như các em nhìn thấy, khi mà cháy xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng cũng như là sức khỏe của con người. Gây ra ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm là gì? Là do thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây ngộ độc như là thuốc bảo quản, thuốc trừ sâu. Đặc biệt, đó là hậu quả của hóa chất, đó là chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của quân đội Mỹ vào năm 1961, nhưng cho đến ngày hôm nay, nó để lại rất nhiều đau thương cho chúng ta. Và như các em nhìn thấy, nó làm ảnh hưởng đến tính mạng, thân thể, sức khỏe của con người. Và đặc biệt, ảnh hưởng về môi trường sống. Loại chất độc màu da cam này nó làm cho cây cỏ chúng ta không thể sống và tồn tại được. Như các em nhìn thấy, ngoài việc gây ra những tác hại về tính mạng, về sức khỏe, về tài sản của con người, thì khi cháy nổ xảy ra, các khói bụi cũng như sử dụng nhiều thuốc trừ sâu sẽ làm cho ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Vậy thì chúng ta chốt lại nhé. Một nhỏ, tác hại đã gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản. Chúng ta cùng nhau ghi bài. Một nhỏ, tác hại đã gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản. Và tiếp theo chúng ta đi vào phần 2 nhỏ, quy định của pháp luật. Vậy thì pháp luật có những quy định gì để đảm bảo an toàn trong việc chúng ta sử dụng vũ khí cháy nổ và các chất độc hại? Cô xin giới thiệu cho các em về một vụ việc tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí. Theo báo mới ngày 19 tháng 3 năm 2020 đưa tin, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt Trần Thanh Phương, ngụ quận Cái Răng,
về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Khoảng tháng 11-2013, Phương sang chơi và nhìn thấy anh Tôn đang phân loại phế liệu, có thanh kim loại rỉ sét, hình dáng nhìn như khẩu súng. Phát hiện là khẩu súng quân dụng đã bị rỉ sét nặng, không còn hoạt động nên hỏi xin thì anh Tôn đồng ý. Hai tuần sau, Phương tiếp tục sang nhà anh Tôn chơi thì nhìn thấy trong đống phế liệu có hai hộp tiếp đạn cũng bị rỉ sét. Bên trong có chứa đạn nên Phương tiếp tục hỏi xin và được đồng ý. Phương đem về cất chung với khẩu súng và nhiều lần mang khẩu súng, hộp tiếp đạn ra sửa chữa. Khi sửa chữa, lắp ráp đầy đủ các bộ phận chính của súng, thấy súng hoạt động được nên vào sáng ngày 4 tháng 12 năm 2019, Phương mang súng xuống giữ đám tang của anh trai. Tại đây, Phương mang súng ra bắn 7 phát đạn để tiễn đưa anh mình. Ngày 6 tháng 12 2019, công an phường Phú Thứ, quận Cái Răng tiếp nhận tố giác của người dân về việc nhìn thấy Phương bắn súng trước nhà. Qua vụ việc trên, em hãy cho cô biết Trần Thanh Phương đã vi phạm tội gì? Chính xác, đó là tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vậy thì qua sự việc trên, em rút ra bài học gì cho mình? Khi nhặt hoặc là phát hiện được vũ khí, phải thông báo và giao nộp về cho cơ quan có thẩm quyền, không được phép tàn trữ. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, Điều 306, người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác v.v. đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Điều 304 của Bộ Luật Hình sự, người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ 1 cho đến 7 năm. Vậy thì ai là người được tàn trữ, sử dụng và vận chuyển vũ khí, các chất cháy nổ và chất phóng xạ độc hại? Chính xác, chỉ có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép thì mới được giữ và chuyên chở sử dụng. Vậy thì để đảm bảo an toàn thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải như thế nào? Phải được huấn luyện về chuyên môn và luôn tuân thủ quy định về an toàn. Vậy thì chúng ta cùng chốt lại bài nhé. Hai nhỏ, pháp luật quy định cấm tàn trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất cháy nổ, chất phóng xạ và độc hại. Chỉ có cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và luôn tuân thủ quy định về an toàn. Chúng ta cùng nhau ghi bài nhé. Vậy thì, trách nhiệm của công dân, học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại là gì? Các em hãy cho cô biết nguyên nhân gây ra cháy trong vụ việc trên là gì? Đó là do sơ suất, bất cẩn. Vậy thì ngoài nguyên nhân trên, còn có những nguyên nhân nào gây ra tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại? Đó là do chúng ta sử dụng thuốc trừ sâu sai quy định, do tham lam, chiến tranh, hoặc là khi chúng ta sử dụng các loại vũ khí, chất cháy nổ và các chất độc hại không đúng quy định. Và có bao giờ các em suy nghĩ rằng lỡ như có hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra thì các em làm gì để thoát hiểm hay không? Cô mời các em cùng xem đoạn video sau nhé. Khi các vụ cháy nhà xảy ra, có không ít tai nạn thương tâm do mọi người không biết làm gì để thoát hiểm. Bạn đã biết 9 điều cần lưu ý khi
có cháy nhà hoặc hỏa hoạn. 1. Tìm cách dập lửa. Bạn có thể dập lửa bằng bình bột, bình khí CO2, cát, chăn, nước hoặc những thứ khác có thể kiếm được quanh đó. Nếu đám cháy quá lớn, hãy nhanh chóng tìm cách thoát hiểm. Hét lên cho mọi người trong nhà biết và lập tức gọi 114 để được trợ giúp. 2. Biết đường thoát. Hãy ra ngoài thật nhanh và an toàn. Cố nhớ xem có bao nhiêu lối thoát hiểm và làm sao để đi tới đó. 3. Tìm các lối thoát hiểm. Lựa chọn đầu tiên là thoát hiểm qua cửa dẫn ra ngoài. Nếu không, kiểm tra xem có thể thoát qua cửa sổ được không. Nếu là cửa sổ trên tầng cao, sẽ có ích khi lính cứu hỏa hay người khác trợ giúp. 4. Khi thoát hiểm, cần nhớ những gì? Không cố thu những đồ có giá trị hay vật nuôi trong nhà. Khói rất độc và có thể làm chết bạn. Hãy bỏ sát sàn nhà và men theo tường. Trước khi mở cửa, đặt mu bàn tay lên cánh cửa. Nếu thấy ấm, đừng mở. Mặt kia của cánh cửa đang cháy hoặc có khói. 5. Các biện pháp an toàn. Nhúng ướt mảnh vải, quần áo hay khăn mặt, che trên miệng để không hít khói vào. Nhìn xem có lửa hay khói vào nhà qua khe cửa hay không. Nếu có, không được mở cửa. Dùng khăn trải giường, chăn, quần áo chặn khe cửa để ngăn khói tràn vào. Nếu quả đấm cửa mát và không nhìn thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa rất chậm và cẩn thận. Nếu thấy lửa bùng lên hay khói xông vào, hãy đóng chặt cửa thật nhanh. 6. Nếu quần áo của bạn bị cháy, đừng chạy vòng quanh, hãy nằm xuống, lăn vòng hoặc dùng áo khoác chăn trùm lên ngọn lửa để dập lửa. 7. Khi không thể ra ngoài ngay lập tức. Nếu bạn ở tầng trệt, hãy tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Dù có sợ hãi, không bao giờ được nấp dưới gầm giường hay phòng để đồ, vì lính cứu hỏa sẽ rất khó để tìm ra bạn. 8. Không quay lại. Khi đã ra ngoài, đừng quay lại để lấy bất cứ thứ gì. Nếu còn người trong nhà, hãy đợi lính cứu hỏa tới và thông tin về người bị mắc kẹt. 9. Nếu bạn sống trong chung cư cao tầng. Hầu hết các biện pháp thoát cháy sẽ giống như nhà dưới mặt đất, nhưng cần lưu ý một số điểm sau. Không thể dùng thang máy khi có cháy, vì vậy cần biết cách tốt nhất để đến cầu thang hay các lối thoát hiểm khác. Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo cầu thang bộ và cửa thoát hiểm không bao giờ bị khóa, không có chướng ngại vật. Cửa cầu thang bộ có thể mở từ hai phía. Hãy luôn nhớ để đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình. Đó là những kỹ năng cần thiết khi có cháy xảy ra. Tóm lại, chúng ta có 4 kỹ năng cần thiết khi mà chúng ta gặp cháy. 1. Báo động. 2. Cúp ngay cầu giao điện nơi xảy ra cháy. 3. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập tắt. 4. Hãy điện thoại số 114 cho đội phòng cháy chữa cháy nhé. Vậy trách nhiệm của công dân học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại là gì? Chúng ta cùng nhau ghi bài nhé. Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng ngừa. Tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện. Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi dục người khác vi phạm các quy định trên. Em hãy nêu cho cô biết những việc làm của mình để phòng ngừa cháy nổ trong gia đình và trường lớp. Thứ nhất, trong gia đình. Khi ra khỏi nhà hoặc không sử dụng thì phải rút hết các phích cắm, thiết bị điện ra khỏi ổ điện, tắt cầu giao điện. Không để các chất dễ cháy gần nguồn lửa. Trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ. Không sang chiếc ga cháy phép, sử dụng những bình ga cũ kỹ rỉ sét. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt dễ cháy trong nhà, v.v. Còn ở trường học, chúng ta tắt khi không sử dụng các thiết bị điện. Không chơi và đem pháo vào trường. Không đem các vật dễ cháy vào trường. Và khi phát hiện cháy nổ, phải thông báo kịp thời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy chấp hành tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Chúng ta sang phần 3 La Mã, bài tập. Bài 1 sách giáo khoa trang 43. Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người? A. Bom mìn đạn pháo. B. Lương thực thực phẩm. C. Thuốc nổ.
D. Xăng dầu. D. Súng săn. E. Súng các loại. G. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu. H. Các chất phóng xạ. Y. Chất độc màu da cam. K. Kim loại thường. L. Thủy ngân. Và cô tin chắc rằng các em cũng đã có đáp án. Vậy chúng ta cùng nhau ghi đáp án vào tập nhé. Các chất và các loại có thể gây tai nạn. Đó là các câu A, C, D, D, E, G, H, I, L. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nhưng để chuẩn bị cho tiết học sau, cô có phần dặn dò cho các em. Học bài. Làm bài 3-4 sách giáo khoa trang 43. Chuẩn bị bài 16-17. Chúng ta ghi vào tập nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các em. Xin chào và hẹn gặp lại ở tiết sau.